chào mừng toàn thể anh chị lại quay trở lại với kênh YouTube của em Ngọc Rõ Thực Kha. Thì hôm nay em xin gửi đến anh chị chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu số tự động, sản xuất vào năm 2011, và đây là một bản nhập, có thể nói là nhập ba cột từ hãng Hyundai nha anh chị nha. Đó, nhập khẩu từ Hàn Quốc, ba cột sơn rin 98%, xe đang rất là đẹp đó. Chiếc xe này bảng cao nha anh chị nha, dùng bảng cao mầm đến 18 inch, keo chỉ còn nguyên đó, phần chỗ này lớp ni lông ở đây đang còn đó. Đăng kiểm thì đến 2020, nhưng mà điều đó nó cũng không quan trọng cho lắm. Vỏ, bốn cây vỏ như mới nè anh chị nè, bốn vỏ xe như mới nha, vỏ xe rất là mới. Phần mâm gầm bệ này, bô này anh chị, xe có thể nói là người sử dụng rất là dữ luôn. Đấy, bệ gầm cũng như là phần bô, còn máy móc rất là khô ráo nha anh chị nha. Có xi nhan trên gương rồi, đời 2011, hệ thống ghế chỉnh điện hai ghế đó, ghế phụ có chỉnh điện, chìa khóa thông minh đó, có cửa sổ trời nè anh chị, trên này mình có thêm cửa sổ trời nha đó. Hệ thống da rin, ghế chỉnh điện. Tên trang sơn rin tới 98%, không có ai chạy, cho nên là ổ khóa nè, lúc em lấy về là ổ khóa móc nè. Xe này biển số gốc ở Tây Ninh nha, gốc Tây Ninh, 7 chỗ máy dầu số tự động, có cửa sổ trời. Đây là cửa sổ trời nha anh chị nha. Đó là ok đúng không ạ? Giờ em sẽ đóng lại. Đó là đẹp. Đó, Hyundai Santa Fe máy dầu. Bạn này máy 2 chấm nha anh chị nha. Máy 2 chấm cho nên là tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ luôn. Xe này tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ luôn nha anh chị. Giờ em sẽ mở phần máy để xe lên. Đây là phần máy của chiếc Kia, chiếc Hyundai Santa Fe. Đây anh chị nha. Máy dầu nhưng mà nổ không nghe tiếng máy cho lắm nha. Rất là khô ráo. Xe sơn rin 100% luôn, lót nhẹ nhàng, đẹp qua từng năm tháng luôn. Người sử dụng trước rất là giữ xe. Và hiện tại Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu thì bên em đang còn một chiếc duy nhất thôi nha anh chị nhé. Còn một chiếc duy nhất và chạy được 119.000 nè, cho là 120.000 đi nha. Tại đuôi đã 930 rồi. Số tự động. Có hỗ trợ chống chân trượt. Cũng như là dàn lọc đang hoạt động rất là tốt, chống chân trượt này. Đó, hỗ trợ độ dốc có luôn. Đề start up. Rồi vô lăng túi khí đang rất là căng nha anh chị nha. Đó. Camera gear. Đó. Ở trên màn hình. Máy dầu dung tích chỉ có 2.0 thôi anh chị. Bạn này máy dầu 2.0 cho nên là siêu tiết kiệm. Có thể nói là siêu tiết kiệm. Tại vì
động cơ 2.0 này đường trường tiêu hao, mức tiêu hao nguyên liệu của nó nằm tầm khoảng, rơi vào khoảng 6 lít rưỡi đến 7 lít cho đường trường. Và đô thị thì em nó chỉ khoảng 8 lít rưỡi đến 9 lít thôi, chứ không nhiều. Mà động cơ dầu nữa, turbo, sử dụng turbo lớn cho nên rất là khỏe anh chị nha. Tuy 200 mấy dầu thôi nhưng mà rất là khỏe luôn. Sử dụng để startup rồi, không cấn đụng một chút xíu nào hết. Form dáng của chiếc xe gần như là mới hoàn toàn. Và khi mình đề nổ thì nó cũng rất là nhẹ nhàng anh chị. Đó, chỉ cần bấm cái nút này nha, chỉ cần bấm nút này thôi. Thì thông thường á, dòng này mình sẽ bấm 2 lần mới có thể là nổ máy được nha. Xe có thể nói là rất là êm ái, và trên xe thì cũng không có nhiều tiếng ồn cho lắm nha anh chị nha. Ok luôn. Dàn lạnh có thể nói là điều chỉnh các hướng dàn lạnh, gió rất là lạnh buốt luôn nha anh chị nha. Và ngày hôm nay 28 tháng 9 2019, em gửi đến anh chị chiếc Hyundai Santa Fe 21 phiên bản máy dầu số tự động có cửa sổ trời, nhập từ Hàn Quốc nha anh chị nha. Form dáng của chiếc xe, nên chị thích chiếc xe này hãy gọi cho em vào số điện thoại 0869 094491 và có thể trực tiếp giao dịch tại cửa hàng 57 Trần Phú, Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, hoặc là có thể lên cọc em giao xe tận nơi cho anh chị luôn nha. Đó. Xin cảm ơn anh chị đã coi video của em. Xin chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe, mua được chiếc xe mình mong muốn nhất. Và hãy nhớ đăng ký kênh để coi những video mới nhất của em và cập nhật những chiếc xe và giá xe liên tục nha anh chị nha. Chào tạm biệt anh chị và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.